làm sao để thi tuyển vào Arena Multimedia? Kỳ thi trực tuyến có thể giúp bạn kiểm tra được mức độ sáng tạo của bản thân, tìm ra cho mình một cơ hội mới và bắt đầu hướng đi nghề nghiệp mà bấy lâu nay mình khao khát. Vậy kỳ thi sẽ diễn ra như thế nào? Bước 1, bạn cần truy cập vào đường link thi tuyển của Arena Multimedia hoặc quét mã QR code xuất hiện trên màn hình. Bước 2, bạn hãy đăng ký và làm bài thi sáng tạo trong vòng 24 giờ. Có một lưu ý nhé, là bạn cần điền đầy đủ thông tin cá nhân và nhấn vào nút nhận đề thi. Ngay lập tức, đề thi và bài thi mẫu sẽ được gửi vào email cá nhân mà bạn đã cung cấp. Bước 3, sau khi hoàn tất bài thi, bạn up lên Google Drive cá nhân và gửi link về form nộp bài thi. Có một lưu ý là bạn sẽ có thời gian làm bài trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được email. Sau khi nộp bài dự thi sáng tạo online, Arena sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả cho các bạn qua email hoặc số điện thoại mà bạn đã cung cấp. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng tham gia thi tuyển trực tuyến vào Arena Multimedia ngay hôm nay nhé!